Mỗi người nhận một bịch sữa, một chai nước, một hộp cơm. Xếp hàng đi bé ơi. Áo hồng con muốn lấy, xếp hàng đi. Ai là trước, đứng trước. Ai tới sau, đứng cuối hàng. Không che ngang. Mỗi người nhận một món theo bộ phận. Xếp hàng vô em. Và các tình nguyện viên đã giúp đỡ mình để có những bữa ăn miễn phí. Em lên giá đâu nhiều. Cảm ơn ông Tây. Ông nói là gì ạ? À, cảm ơn ông kia Tây á. Kiều, cảm ơn. Anh Kiều, anh Kiều. À. Anh Kiều. Đây chồng của bạn con. Cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn. À, ông biết nói tiếng Việt đó. Ông nói tiếng Việt chứ quên mấy câu thôi. À. You want to say something to YouTuber? I mean, Sure, I can't say in Vietnamese. Yeah, you speak English. English, okay. Yes. This is an incredible experience. I hope that everyone can take the opportunity to do the same, to feed the people here in Vietnam. And the people here that have coordinated this have done a fabulous job. And it's all for the benefit of the hospital and the families that are having difficulty. So please contribute or come here or go to their restaurant. What's the name of their restaurant? What? Okay, you say long. Yeah, he have the name. Yeah, he have the. Okay, of the restaurant where you can go and pay the money. They'll bring it here for the people, and they'll help you hand it out, or they can hand it out for you. But it's very important to donate to this cause. It's really good. Thank you. Thank you. Thank you very much. Yes. Thưa cô bác anh chị, chiều hôm nay thì bếp cơm của cô Cường lại sẽ tiếp tục phát cơm. Bây giờ mình sẽ đi lên trên bệnh viện Nhi Đồng 2. Đây, hôm nay là 22 tháng 2 buổi chiều. Bếp cơm của Cường lại tiếp tục phát những các cái phần thức ăn để giúp đỡ các cô chú anh chị ở trong bệnh viện Nhi Đồng 2. Đây, phát cơm ở Nhi Đồng nhưng mà bị mấy người bán hàng đó ra đuổi ấy. Vì là đứng che lấp cái chỗ bán hàng của họ. Với là khi mình phát cơm từ thiện này thì người ta không bán được hàng, người ta sẽ ra kiếm chuyện nhé các bạn. Còn xe ba gác của mình. Đây giờ mọi người đã ra cũng khá đông rồi, chờ xe ba gác tới thôi. Đây là bệnh viện Nhi Đồng 2. Nói chung là khi đi phát cơm này các bạn là mình sẽ gặp một số những cái khó khăn. Rồi, xe ba gác đã tới rồi. Dạ. Ở đây thì mình lên mình cho nhà thương. Ở đây thì những người này nằm trong nhà thương. Còn anh cho ở khúc chợ Bến Thành ấy, là mấy bé đấy là nó là có một cái tụi bảo kê chăn dắt. Nó tới ví dụ mỗi một đứa một ngày nó xin được khoảng 3 đến 4 triệu tiền mặt. Xin khách du lịch ấy, mà cho đồ ngon nó mới ăn. Còn cho những người này là họ dưới tỉnh lên điều trị dài ngày, những người này họ mới cần. Còn mấy bạn kia là nhiều khi đồ không ngon nó không ăn đâu. Một ngày nó xin được rất là nhiều tiền. Còn những ngày đầu tiên làm cho nó muốn kiểm tra coi đồ. Vâng, vâng. Thấy đồ rất là ngon. Dạ. Mỗi người một phần nha, mỗi người sẽ nhận là một hộp cơm, một bịch sữa và một chai nước. Cô bác mỗi người lấy một phần nha, không xin thêm để nhường cho những người xếp hàng đứng phía sau. Đi ra luôn để bọn anh phát nào. Mấy bạn bưng đồ phụ lấy trước đi, xong rồi các bạn đi vô để cho những người sau tiến lên. Lấy đi, lấy một bịch.
Mỗi người nhận một chai nước, một bịch sữa, một hộp cơm. Mỗi người tiến tới nhận một hộp cơm, một chai nước, một bịch sữa. Cô bác mình lấy xong rồi vào thông báo cho những người chưa có ra nhận nhé. Không cần có chịu coi. Mỗi người nhận một hộp cơm, một chai nước, một bịch sữa. Nhận xong vào thông báo cho những người khó khăn ra lấy. Lẹ đi bà con ơi. Cô bác Lãnh nhớ cảm ơn các nhà hảo tâm nhá. Ông Tây ông cho tiền để phát cơm đó. Rồi xin cảm ơn. Mấy anh em vào lấy xong rồi thông báo những người khó khăn trong bệnh viện ra lấy nhé. Đây, ông Tây, ông Lại sẽ phụ tụi mình phát cơm. Thank you. Đó, hôm nay được ông Tây phát quà cho mau hết bệnh nhá. Đi về. Mỗi người nhận một phần để nhường cho những người đến sau. Cô bác mình nhận xong rồi thông báo những người chưa có ra lấy. Mỗi người nhận một bịch sữa, một chai nước, một hộp cơm. Xếp hàng đi bé ơi, áo hồng con muốn lấy, xếp hàng đi. Mỗi người một phần, rồi lấy xong thông báo với người chưa có ra lên nhận. Ai ra trước, đứng trước, ai tới sau, đứng cuối hàng, không chen ngang. Mỗi người nhận một món theo khẩu phần, không xin thêm. Rồi tiến tới trường cho những người xếp hàng đứng phía sau. Quý cô bác anh chị đi lấy cơm, xếp hàng vô đi chị ơi. Cảm ơn các nhà hảo tâm, người tài trợ và các tình nguyện viên đã giúp đỡ mình. Vòng ra sau xếp hàng đi mấy em. Quý cô bác anh chị đi lấy cơm, vui lòng xếp hàng theo thứ tự. Mỗi người đây, ông Tây ông xé lại, ông phụ phát nước suối cho mọi người này các bạn này. Rồi vòng ra sau xếp hàng ấy, ai lấy cơm vòng ra sau xếp hàng. Rồi xếp hàng thôi chị ơi, mỗi người một phần. Xếp hàng vô mỗi người một món. Đây chị còn cho cả đồ chơi cho các cháu bé nữa. Đi hàng một thôi mấy người, mấy chị ơi. Rồi xếp hàng một thôi mấy cô. Xếp hàng vô lấy cơm, vô xếp hàng vô mấy em.
Đây mấy cô còn cho đồ chơi cho em bé. Đây là mẹ nuôi con hay là bà nuôi cháu? Mẹ. Mẹ à? Rồi cảm ơn. Bé lại lấy sữa đi con. Đây ông Tây ông cũng biết là là có người đi ra. Rồi vô đi em, nhận sữa, nhận cơm, nhận nước suối. Mỗi người một phần. Xếp hàng vô em. Vòng ra sau xếp hàng mấy em ơi. Mỗi người một phần thôi. Ai tới sau cuối hàng không chen ngang. Mỗi người nhận một món. Vòng ra sau xếp hàng em. Red light. Bình thường cho những người xếp hàng đứng phía sau. Lẹ lên, lẹ lên. Vòng ra sau xếp hàng. Mấy anh ơi, mỗi người nhận một phần thôi để chia sẻ cho những người tới sau. Mình lấy rồi đừng lấy. Mỗi người một phần thôi, chia sẻ đi, bệnh viện đông lắm, không có đủ cho tất cả. Mỗi người nhận một hộp cơm, chai nước, bịch sữa. Vòng ra sau xếp hàng đi cô ơi, vòng ra sau xếp hàng đi. Quang sau xếp hàng dùng. Mỗi người nhận hộp cơm, chai nước, bịch sữa nhé. Cô vô kêu người ta ra nhận dùm con đi cô. Vòng ra sau xếp hàng đi ạ. Mỗi người hộp cơm, chai nước, bịch sữa nha. Lấy xong thông báo những người khó khăn trong bệnh viện ra nhận dùm. Vào thông báo dùm anh nhá, kêu mọi người trong đấy ra lấy đi em ơi. Ra xếp hàng dùm mấy cô ơi. Lấy xong rồi đi em, cho người sau còn đi. Thông báo những người chưa có ra lấy mấy em ơi. Vòng ra sau xếp hàng mà. Ra sau xếp hàng em. Vòng ra sau xếp hàng.
Mỗi người một phần đi em ơi, để chia sẻ cho những người tới sau. Vòng ra sau xếp hàng. Mỗi người nhận một món thôi mấy em ơi, đừng có xin dùm, mấy anh không phát dùm đâu. Ừ. Rồi đến đó luôn, lẹ vào con ơi. Mỗi người nhận một món thôi, một hộp cơm, một chai nước, một bịch sữa. Rồi cảm ơn. Thông báo những người chưa có ra lấy cô ơi. Mỗi người một hộp cơm, một chai nước, một bịch sữa. Cô bác mình lấy xong thông báo những người chưa có ra nhận nhá. Rồi cảm ơn. Kêu người kia ra. Vòng ra sau xếp hàng cô. Dạ, nhận cơm ra sau xếp hàng dùm con cô. Vòng ra sau xếp hàng đi ạ. Rồi mỗi người một phần, một hộp cơm, một chai nước, một bịch sữa. Mấy anh chị nhận xong thông báo những người chưa có ra lấy. Vòng ra sau xếp hàng bé. Đi vòng ra qua đằng kia. Không lấy cơm à? Cô bác mình về sau xếp hàng đi. Cô áo vàng ơi ra sau xếp hàng. Rồi vô thông báo người chưa có ra nhận nhá. Qua đây xếp hàng đi em ơi. Mỗi người nhận một hộp cơm, chai nước, bịch sữa. Em ơi, mỗi người một phần thôi để nhường cho người tới sau em. Bệnh viện còn đông người lắm, mỗi người một phần em. Dạ. À, mấy chị tạp vụ lấy cơm ăn thôi, sữa để cho các cháu bé nhá. Không học rồi coi, dòng cô nhà cô. Dòng cô nhà tới đâu đi, quay học lấy. Có mặt đặt tên, có mặt đặt tên. Nếu có chồng ở nhà thì kêu chồng từ từ tính. Dạ, đi này nào ơi. Lấy cái nước suối à. Rồi, tiến tới luôn. Có em bé không? Đi vòng đây luôn rồi đó. Rồi vô đi em. Lấy hộp cơm rồi chai nước, bịch sữa. Dạ mấy anh chị cho em hỏi là mấy anh chị từ đâu về ạ? Em ở Mỹ về. À ở Mỹ, dạ. Thưa chị, bên đó chị có hay đi phát cơm giống như này không? Em làm công quả trong chùa, đây bạn em làm trong nhà thờ. À công quả trong chùa, trong nhà thờ, dạ. Thưa chị thì chị về đây chị phát cơm chị cảm thấy sao? Vui. Cũng có cô Cường nấu cơm cho. Dạ. Vui, cảm ơn cô. Dạ. Rồi chị có ăn thử cơm của cô chưa? Dạ. Chồng em có. À hay. Anh ăn thử anh thấy sao anh? Rất là ngon. Đây có kiểm tra coi. À coi là anh chị ăn thấy ngon xong rồi mới đặt cô nấu để chia sẻ cho các cô chú anh chị mà trong nhà thương nhi đồng. Dạ.
Rồi em cũng cảm ơn anh chị nhá. Về Việt Nam mà lại sự sắp xếp của cô rất là rõ ràng. Cũng cảm ơn mấy anh giúp cô luôn. Mấy anh giúp cho nên là đầu tiên mình làm mình cũng chưa có biết như thế nào. Dạ. Rồi, thế em cảm ơn anh chị. Rồi có gì anh chị về chia sẻ clip này giúp em nhá. Kênh YouTube là Sài Gòn Ngày Nay. Dạ. Vâng, em cảm ơn. Rồi chào mấy anh chị ạ. Dạ. Ngày mai nhớ coi nha. Dạ. Ngày mai ngày nay có người coi. Thôi cảm ơn cô Cường nhá. Dạ. Dạ. Ai cũng cảm ơn mấy anh chị em. À, cảm ơn ông Thay nhiều. Cảm ơn ông Thay. Ông nói là gì ạ? À, cảm ơn ông kia Tây á. Kêu cảm ơn. Anh Kiều, anh Kiều. À. Anh Kiều. Đây chồng của bạn con. Cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn. À, ông biết nói tiếng Việt đó. Ông nói tiếng Việt chứ không mấy câu thôi. À. You want to say something to Sure, I can't say in Vietnamese. Yeah, you speak English. English, okay. Yes. This is an incredible experience. I hope that everyone could take the opportunity to do the same, to feed the people here in Vietnam. And the people here that have coordinated this have done a fabulous job. And it's all for the benefit of the hospital and the families that are having difficulty. So please contribute or come here or go to their restaurant. What's the name of their restaurant? What? Okay, you say Long yeah, will say the name. Yeah, he have the... Okay, of the restaurant where you can go and pay the money. They'll bring it here for the people and they'll help you hand it out or they can hand it out for you. But it's very important to donate to this cause. It's really good. Thank you. Thank you for your Thank time. You very much. Yes. What's your name? Mike. Mike Wood. Mike Wood. Where are you from? I'm from the United States. United States? And from Minnesota. Minnesota. Wow. Yes. Very cold. my wife. My wife. Okay. Thank you. Okay. Thank you very much. You do a good job. Thank you.